Vâng xin chào các vị thì hôm nay ta sẽ quay lại với chuyên mục giải đáp và hôm trước có một bạn hỏi rằng có khoảng 6 triệu mọi loại nào với nhu cầu chơi game chụp hình tốt đúng quá xấu và các bạn cũng tiếp tục vote như là Active 1 cộng Mac Pro M2 Nova 3 i Mi 8 SE Mi 8 Lite nhưng mà mà mình đem đến cho các bạn một tin vui đó là gần đây Hoàng Hà đã giảm cái con Galaxy A7 ta sốc óc xuống chỉ còn 5 triệu 790 nghìn tuy nghĩa một chiếc máy mà đã lại ra các bạn đang phân vân ở khoảng 7 triệu và mình cho rằng với khoảng 7 triệu thì các bạn đang có những cái sự lựa chọn tốt hơn Như Nokia 8.1 mình rất là ưng con đấy và mình đánh giá rất là cao Các bạn muốn so sánh thì mình cũng sẽ so sánh với mọi người Nhưng hôm nay mình sẽ nói về cái việc với khoảng 6 triệu với nhu cầu của một cái bạn Mà muốn có một chiếc máy chụp hình ok, màn hình hiển thị đẹp, có một thiết kế đẹp thì đây là một sự lựa chọn tốt và thay vì bỏ ra 7 triệu các bạn chỉ cần bỏ ra 5 triệu 790 nghìn Và đây chương trình có số lượng giới hạn của Hoàng Hà và dịp cuối năm Anh em hãy bấm vào link bên dưới để trước khi chúng ta có ý quyết định muốn mua hay không Hãy nói về những cái điểm mạnh của chiếc máy này trong văn khúc chỉ 5790 thì mình sẽ nói với các bạn là bọn mình đã có nhiều video phân tích về con này. Nói thật là cái Samsung thì số lượng không quyết định được chất lượng. Bởi vậy nên mà kể cả với A7 hay A9 bọn mình đã nói camera của những chiếc máy này nó chỉ phù hợp để phục vụ chụp với những cái khung cảnh mà dành cho những bạn nào mà muốn sử dụng được nhiều. Tức nghĩa là các bạn thích chụp zoom 2x, các bạn có chụp zoom 2x. Còn các bạn muốn chụp góc rộng thì các bạn sẽ có chụp góc độ đặc biệt là những dịp tết các bạn đi du lịch các bạn đi chụp ảnh gia đình rất tuyệt vời nhưng nếu mà xét về để chất lượng thì mình nghĩ rằng nếu mà các bạn này muốn chụp hình đẹp thì rõ ràng Nokia 8.1 của mình đánh giá cao hơn so với con Samsung A7 này. Vsmart Active 1 thì mình nghĩ khó bởi vì với một cái nhà sản xuất mới như là uh, Vsmart thì ngay cả con Active 1 của bọn mình đã chụp rồi cũng không ăn thua. Nhưng mà những đối thủ lớn như đến từ Oppo, Nokia, Xiaomi thì mình nghĩ là đều có những cái điểm mạnh về camera rồi. Còn cái chiếc A7 thì có điểm mạnh nhất là có nhiều camera để lựa chọn các góc chụp sở phù hợp. Thiết kế của Samsung A7 thì mình nghĩ là nó cũng đẹp trong phân khúc này cho các bạn lựa chọn mình thấy những cái con nào phần lớn những thiết kế cái mặt kính thay đổi màu trong này thì có lẽ chỉ có Nokia 8.1 là có màu sắc hơi buồn chán thôi còn lại Mi 8 Lite này hay là Oppo F9 này hay là cái con A7 này đều thiết kế mặt rất là đẹp với mặt gương ở phía sau bạn nhìn thấy là nó sẽ thay đổi màu sắc cho chúng ta khi các bạn nhìn vào và rất là thanh thoát bên cạnh đấy Samsung cũng đã làm liền mạch mặt lưng và mặt trước thì làm đồng đều viền trên và dưới và độ dày của cả hai cạnh bên nên tổng thể của máy không bị quá thô và cũng như là không bị xấu về cái chiếc Samsung Galaxy A7 ở trong phân khúc này của chúng ta thì nó lại đang sử dụng một con chip riêng của Samsung, đó là chip Exynos và bên cạnh đấy thì mọi người sẽ có bản 4GB 64GB bộ nhớ trong. Lưu ý là chúng ta sẽ có một phiên bản cao cấp hơn, 128GB bộ nhớ trong và có như 6GB, nhưng phiên bản đấy thì sẽ không có giá là 5790 mà nó sẽ mức giá cao hơn nên bởi vậy nên mà mình đang nói về trong phân khúc chỉ có năm bảy chín mươi mà thôi thì với con chip này của Samsung thì chỉ phù hợp các bạn chơi một số tự game ở trên thị trường thì các bạn có thể xem lại video của bên mình hoặc là bên Relax cũng đã từng có làm còn về nếu mà so với những đối thủ trong phân khúc này rõ ràng với những con chip như là uh, Snapdragon sáu uh, sáu thôi thì đã là ăn đứt cái con chip này của Samsung rồi nên mà chắc chắn với những người nào mà để đam mê gọi là chơi game thì làm gì có cửa cho một cái con chip Exynos của Samsung so với lại Snapdragon 660 được. Và chúng ta sẽ lưu ý cho mình là đối với chiếc máy này cũng có pin 3300 mAh. Đây là lượng pin tin uh, sử dụng các bạn là thoải mái một ngày nhưng lại vẫn là sử dụng cổng Micro USB. theo khi cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh trong phần khúc giá này đã có thể chuyển sang là cổng USB Type C. Và bạn Nam Võ muốn hỏi thì uh, xin chúc mừng bạn là bây giờ chúng ta ngoài những sự lựa chọn có các bạn đã vote như Active 1 cộng Map Pro M2 thì các bạn có trên Samsung Galaxy A7 đã không còn ở mức giá 6990 chứ còn có 5790 giảm khoảng là 1 triệu 2 để các bạn có thể mua được. Vậy thì mọi người nghĩ sao? Các bạn hãy vote cho mình biết để với khung giá này các bạn sẽ lựa chọn những cái chiếc máy nào có lựa chọn Samsung Galaxy A7 với nhu cầu thiết kế đẹp, màn hình đẹp, camera đẹp và cũng như là chúng ta có một cái hiệu năng có thể chơi game hay không. Nên đánh giá là ở ba yếu tố rồi thì cũng được. Những hiệu năng chơi game thì không quá cao. Anh em hãy cho mình biết và truy cập vào link bên dưới tại Hoàng Hà để tham khảo giá bán bởi vì A7 số lượng giới hạn được bán ra với mức giá này. Còn sau đó thì sẽ hết và chúng ta sẽ về mức giá ban đầu là 690. Hẹn anh em các video sau. Ấy, cho các bạn trả ai vote iPhone cũ nhỉ? Ví dụ iPhone cũ mình thấy nhá. Cũng có chụp hình tốt, hiệu năng ngon đúng không? Sau viết con con ách tí một cộng này rất là buồn cười mọi người vote nhá. Mình tin chắc là với khoảng 90 người vote ở trên cái group relap này có khi chưa được một người dùng con ách tí một cộng mà vote cho chúng ta camera khá là gắt mà lại không thấy uh, những cái sản phẩm khác quá mạnh. Nói chung là về camera thì mình không đánh giá cao các sản phẩm của Vsmart.